mời các bạn cùng nghe truyện ma Linh Hồn Hoạn Thư. Mỗi lần bạn bè có dịp tụ tập lai dai với nhau thì hình như trăm lần như một, Dương đều trở thành đề tài chính để chúng tôi bàn tán. Dương chơi với chúng tôi hồi còn thanh niên 17-18 tuổi. Giờ thì con trai lớn của tôi cũng đã hơn tuổi đó rồi. Bạn bè trong nhóm đứa nào đứa nấy đã để về gia thất, có đứa còn vừa mới làm xui. Vậy mà riêng Dương vẫn thui thủi một mình, sớm tối đi về một bóng thật đáng thương. Thật ra cách đây hơn 20 năm Dương đã có một lần lấy vợ. Hồi đó khu phố của chúng tôi ở bây giờ còn là một xóm nghèo hoang vu vắng vẻ. Mặc dù ở Sài Gòn, nhưng Sài Gòn lúc bấy giờ chưa phát triển vượt bậc như hôm nay. Chỗ chúng tôi lại là vùng ven, là nơi sinh sống của tầng lớp dân lao động nghèo nàn. Muốn tới được nhà của Dương phải đi qua một đoạn đường thật dài, hai bên là ao rau muống xình lầy. Mỗi chiều xuống hay đêm về là đủ thứ loại côn trùng cất tiếng kêu não nùng ai oán. Lác đác hai bên đường còn có mấy ngôi mộ đất thấp lè tè, mùa mưa có khi nước ngập đến nửa phân. Nhà Dương hồi đó là nơi tụ tập của đám thanh niên trai tráng của chúng tôi. Thời đó chúng tôi cả bọn rủ nhau vào Sài Gòn làm ăn, nhưng chân ướt chân ráo, bằng cấp không có, nghề nghiệp cũng không. Chúng tôi chỉ biết lang thang ở các bến xe, các khu chợ để xem có ai thuê mướn gì thì làm, kiếm từng đồng mà sống qua ngày. Một hôm, khi lần la đến bến xe miền Đông, tôi tình cờ gặp Dương, người cùng quê. Nhưng Dương đã vào Sài Gòn trước chúng tôi nhiều năm. Gặp lại nhau, cả hai đều mừng rỡ lắm. Ngay chiều hôm ấy, Dương bảo tôi rủ hết đám bạn cùng quê về nhà Dương nhậu một bữa. Nói là đám bạn cho xôm tụ thế thôi, chứ thật ra chỉ có tôi, Hùng, Thắng, giờ thêm Dương nữa là 4. Mấy chục năm trôi qua rồi mà tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên chúng tôi tới nhà của Dương. Theo hướng chỉ dẫn tỉ mỉ của Dương hồi trưa, ba đứa chúng tôi lội bỉ bõm vô con đường xình lầy ngập nước. Vừa đi Thắng vừa tranh thủ liếc ngang liếc dọc, bắt được mấy con cua đồng to tố bổ. Không có gì đựng, thằng Thắng phải hy sinh luôn cái nón vào đang đội trên đầu của nó. Khi vào tới nhà của Dương thì trong nón của thằng Thắng đã có hơn chục con cua cùng với con cá rô mề to cỡ bàn tay. Thằng Hùng cười: cái thằng Thắng này có tay sắt cá thiệt đó. Hồi ở quê, nó đã tàn sát hết đám tôm cá ở làng mình, giờ trôi dạt vô Sài Gòn mà nghề của nó vẫn không bị mai một. Chiều nay mình có mồi hùn với thằng Dương rồi. Gọi là nhà cho oai, nhưng thật ra ngôi nhà mà Dương đang sống chỉ là một căn lều lụp xụp được dựng lên bằng mấy cây tre, cây gỗ xẹo xọ, chắc của ai đó quẳng đi được hắn xin về. Vách và mái nhà thì được bằng chiếc vụn, chiếc các tông, áo mưa rách. Nói chung là hầm bà tá lừng, cái gì đó có thể chắp vá lên đều được hắn tận dụng hết. Dương cười khà khà nói: tụi mày đừng có chê ghen, con tuổi tàn vậy thôi đó mà mỗi tháng khỏi phải mất tiền thuê nhà trọ như tụi mày. Rồi biết đâu mai mốt chỗ này phát triển, hồng trường á, tao có tiền tỷ cũng nên. Cả mấy đứa cười xòa. Hồi ấy bọn tôi không ai nghĩ sẽ có một ngày vào Sài Gòn phát triển thế này. Mở rộng ra cũng chẳng ai nghĩ tới chuyện xí phần đất để sau này trở thành tỷ phú. Câu nói của Dương cũng chẳng qua là câu nói đùa có chút sĩ diện, là a quy chút cho vui. Sao mày lại chú tuốt vô châu góc này sinh sống vậy? Thằng Hùng thắc mắc. Dương nhướng mắt: bộ mày tưởng tao có nhiều tiền chắc, làm sao chen chân vô lọt mấy chỗ ngon lành hả mày? Mình nghèo kiết xác, chán cái cảnh ở trọ lay hoay là tới tháng, chạy tiền nhà trọ không thôi mà cũng đủ mướt mồ hôi rồi. Một lần tao trúng số đề, buồn tình tao dốc hết mua miếng đất này, mà cũng nhờ vậy mà có chỗ để nâng thân, không tốn tiền như vậy đâu. Tụi mày thằng nào không chê thì vô đây ở với tao, khỏi mất tiền. Lúc mới vô, ba đứa tôi đứa nào cũng oải vì cái chỗ tồi tàn của Dương. Nhưng khi nghe lời đề nghị kèm theo 3 tiếng không tốn tiền là tự nhiên cả mấy đứa đều nhận ra ở đây cũng không đến nỗi nào. Mình đàn ông con trai có lặn lội một chút cũng xá gì, còn hơn ở ngoài quê lội bộ hàng mấy cây số thì sao. Thế là cả ba đứa tôi đều đăng ký làm người ở trọ dài hạn tại nhà Dương. Bữa tiệc nhậu hôm đó thật vui. Ngoài gặp bạn bè cũ lâu ngày gặp lại, tụi tôi còn có niềm vui lớn hơn rằng từ mai sẽ thôi cảnh trốn tránh bà chủ nhà khó ưa mỗi khi tới tháng mà chưa có đủ tiền để trả. Tôi hào phóng móc lấy đồng bạc trong túi ra, bảo Dương đi mua thêm rượu. Tối hôm đó, bốn đứa say quắt cật câu, nằm gác lên đầu nhau mà ngủ. Xung quanh la liệt chén bát nổi niêu. Từ sau hôm đó, căn nhà nhỏ của Dương có thêm ba đứa chúng tôi. Và cũng nhờ vậy, ngôi nhà được chăm sóc chu đáo hơn một chút. Bất kỳ đứa nào đi đâu, gặp cái gì là tha về dừng lại tấm vách, lợp lại chỗ rột trên mái. Thường thì sau mỗi ngày quần quật kiếm tiền, tối về chúng tôi lại quây quần với nhau nhâm nhi một chút. Thỉnh thoảng có đứa nào trúng mánh gì đó thì cuộc nhậu được xôm xôm một tí, còn không thì một hai xi rượu, vài ba trái cóc, trái ổi cũng đủ vui. Cuộc sống của bốn thằng con trai cứ trôi qua như thế. Trong bốn đứa chúng tôi, có lẽ Dương là đứa đa tình lãng mạn nhất. Lúc chúng tôi về sống với nó thì nó đang quen với Phượng, một cô gái nhà ở gần trong chợ Bà Triều. Nhà Phượng nghe đâu cũng nghèo lắm, cả một đàn em nheo nhóc. Bà Phượng đạp xích lô, mẹ gánh bún bán ở đầu hẻm mỗi sáng. Phượng cũng phụ buôn bán trong một quán ăn nào đó. Cuộc sống chỉ đắp đổi qua ngày. Dương và Phượng thương nhau nhưng không được đồng ý của gia đình Phượng. Mẹ Phượng nói với con gái: nhà mình đã nghèo thế này, may mắn con có chút nhan sắc, con phải ráng kiếm cho được một tấm chồng khá khá một chút mới có thể vươn lên được đời. Con mà ưng thằng Dương thì cuộc đời của con không chừng còn khổ gấp mấy lần đời của mẹ. Nói bây giờ một thân một mình có lo nổi không thì làm sao mà lo được cho vợ con chứ. Mặc dù mẹ Phượng đã phân tích rất cặn kẽ, nhưng tuổi trẻ lúc bấy giờ khi yêu nhau không quan tâm nhiều đến vấn đề vật chất như thanh niên nam nữ thời nay. Không được mẹ cha chấp thuận, Phượng gói ghém quần áo về chung sống với Dương. Ngày Phượng về, Dương làm một mâm cơm thịnh soạn theo kiểu của mấy đứa chúng tôi. Dương bảo: tụi tao nghèo, thương nhau mà đến tiền để làm một bữa ra trò thiết đãi bạn bè cũng không có. Thôi thì bọn mày là bạn thân, bọn mày hiểu lòng tao. Hôm nay coi như là ngày cưới của vợ chồng tao, mời bọn mày nâng cốc. Chúng tôi kéo Phượng cùng ngồi xuống chiếc chiếu trải trên nền đất ẩm thấp, ép Phượng cũng phải nhấp môi cùng cả lũ bọn tôi. Phượng thẹn thùng nhưng vui lắm. Bữa tiệc nhỏ đơn sơ đó mãi mãi là một kỷ niệm khó quên đối với cả năm đứa chúng tôi. Mặc dù sau này chúng tôi từng đi dự nhiều đám cưới linh đình, tổ chức ở các nhà hàng sang trọng, nhưng không ở chỗ nào chúng tôi tìm lại được cái không khí đầm ấm thân thiết như cái đám cưới của Dương và Phượng lúc bấy giờ. Khi đã ngà say, Thắng gõ muỗng vào xong nghêu ngao hát: em ơi, ra mà xem họ cưới nhau kìa. Hát hò đến đã đời, Thắng quàng tay vào vai Dương: vợ chồng mày cho phép tụi tao tá túc đêm nay nữa nhá. Ngày mai tụi tao sẽ kiếm chỗ dọn đi, trả lại khung trời tình yêu cho đôi vợ chồng son. Dương gạt ngang: tụi mày không cần phải đi đâu hết, ăn nhiều chứ ở bao nhiêu. Ngày mai tao kiếm vật liệu che ngang đây, làm thành cái buồng dành riêng cho vợ chồng tao. Ở ngoài tụi bay muốn làm gì thì làm, đi đâu làm gì cho tốn tiền. Tụi mình đứa nào cũng đi suốt ngày, tối mịt mới mò về rồi lăn ra ngủ, có là gì đâu mà sợ chật chội. Phượng tuy có vẻ thẹn thùng nhưng cũng tiếp lời: mấy anh cứ ở lại đây cho vợ chồng em vui, chứ chỉ có hai đứa tụi em cũng buồn lắm. Hùng vỗ tay đánh đét vào đùi: vậy là nhất vợ chồng mày rồi đó Dương. Việc ngăn cái buồng mày cứ yên tâm đi, để tụi tao lo cho. Tối mai khi vợ chồng mày về là sẽ có một chỗ ấm êm kín đáo ngay tắc lự. Đôi má vốn đã hồng vì mấy hớp rượu của Phượng giờ càng đỏ lựng lên khi nghe mấy lời của Hùng nói. Dương gật đầu: vậy vợ chồng tao cảm ơn tụi mày trước nghe. Cuộc sống của chúng tôi vẫn tiếp diễn gần giống như là bình thường, chỉ khác một chuyện là giờ đây trong tác phong và lời nói khi ở nhà của bọn tôi có phần ý tứ hơn, vì đứa nào cũng biết ngoài bốn thằng đực dựa, bốn thanh gươm cùn mằn rỉ sét, trong nhà này còn có một bông hoa. Những tưởng vợ chồng Dương được sống với nhau sẽ là điều hạnh phúc, vì đó là niềm mơ ước khát khao của hai đứa nó. Nhưng thật không ngờ, chỉ mới ấm êm được mấy tháng thì sóng gió bắt đầu nổi lên. Mà nguyên nhân cũng chỉ vì cái tính hay ghen của Phượng và cái tính đa tình lãng mạn của Dương. Dương làm bảo vệ ở bến xe, tính tình của Dương lại vui vẻ, sởi lời, nên hàng ngày rất được các cô buôn bán trong khu vực bến xe cũng như là các cô đi buôn chuyến đường dài quen mặt thường nhờ vả trêu ghẹo. Họ trêu Dương thì Dương trêu lại. Là bạn trai của nhau, tôi tin Dương không hề thương yêu ai khác. Nhưng Dương cứ hết cười tình với cô này lại quay sang nói chuyện đẩy đưa với cô khác, thì làm sao một người vợ như Phượng có thể chịu đựng được. Chúng tôi đã phân tích, đã khuyên nhủ Phượng rất nhiều, nhưng những gì Phượng nói cũng có lý, chúng tôi không cãi lại được. Phượng bảo, lúc trước khi chưa thành vợ thành chồng, ảnh có thể đùa vui chọc ghẹo ai cũng được, nhưng bây giờ khác rồi, dù gì ảnh cũng phải thể hiện rằng mình đã có vợ chứ, thể hiện sự tôn trọng vợ mình chứ. Các anh nghĩ vậy có đúng không? Ngừng đi một chút, Phượng ấm ức nói tiếp, em là vợ, làm sao em chịu đựng nổi khi nhìn thấy cảnh một người phụ nữ khác lấy khăn tay lau mồ hôi cho ảnh chứ, rồi ảnh lại bưng ly nước đưa cho người khác uống. Đùa giỡn thì cũng phải có giới hạn, em không chịu đựng nổi những cảnh đó đâu. Vợ chồng của Dương thường xuyên lục đục vì những chuyện như vậy, là mấy đứa chúng tôi cũng buồn nẫu ruột. Tôi, Hùng và Thắng cũng đã nhỏ to khuyên Dương nên chiều ý vợ. Dương gãi tay nhăn nhó, tụi mày biết rõ tao mà, tao đâu có tình ý gì với ai đâu, chỉ là vui chơi thôi. Tính tao nói vậy rồi, đâu phải nói bỏ là bỏ được, nhưng tao hứa tao sẽ cố gắng. Vậy là Dương cũng đã rất cố gắng. Mỗi ngày đi làm, Dương cố ý tỏ ra bộ mặt nghiêm trang có vẻ hình sự. Mới đầu mấy em ve vãn hỏi, hôm nay nhà anh Giai có chuyện gì không vui mà mặt mày giống như là đưa đám vậy? Dương hử qua loa. Nhưng qua tới ngày hôm sau, Dương đã vơi đi một tí quyết tâm mà các em trong bến xe lại không chịu buông tha. Anh Giai nhà mình bị vợ mắng nên mới quặp râu như vậy đó. Chị nhà sợ chúng em ở đây lấy mất cái trinh tiết ngàn vàng của anh hay sao mà giữ kỹ thế? Không chừng á, chị ở nhà đã cắt giữ rồi cũng nên, phải không anh Giai? Mấy cô thi nhau nói rồi đấm vai nhau thùm thụp cười rũ rượi. Máu trong người của Dương lại như sôi lên, Dương không nhịn được nữa, tính thích pha trò của Dương lại bừng dậy. Này này em ơi, em có muốn thử không? Thử để biết anh có mang ấy theo bên mình không đấy. Còn em bảo dâu anh quặp à? Em nhìn cho kỹ đây nhá. Anh ở nhà là vua, anh phán một tiếng là vợ răm rắp tuân theo. Anh mà chỉ con chuột, nói con mèo, vợ cũng không dám cãi. Anh bảo đi thẳng thì không đời nào vợ dám rẽ ngang. Ôi dào, không ngờ ông anh nhà mình lại có uy với vợ đến mức đó vậy. Anh ơi, anh có dám thơm lên má của em để chứng minh không nào? Thơm thì thơm chứ, ngán ai đâu nào. Những câu nói đối đáp và cả cái hôn thoáng qua trên má cô gái bán hoa ở bến xe đã không qua khỏi cặp mắt của Phượng. Phượng không nằm giữ, không khóc lóc mà chỉ lặng lẽ bỏ về, xách luôn cái cả mèn cơm mang tới cho Dương. Tối hôm đó ở nhà Dương xảy ra một cuộc chiến nảy lửa giữa vợ chồng họ. Lúc mới bộc phát, tôi, Hùng và Thắng còn can ngăn người này, khuyên người khác. Nhưng chỉ một chập sau, cả ba đứa tôi rút hết vào ngồi tựa vào vách, trở thành quan tòa bất đắc dĩ để nghe hai người tố cáo lẫn nhau. Phượng bảo Dương là người không chung thủy, đã có vợ rồi còn tiện ý lăng nhăng với người khác. Dương thì cho rằng Phượng là loại đàn bà nhỏ nhen ích kỷ, muốn chiếm hữu chồng mình, ngăn cấm chồng mình đủ thứ. Tôi lấy vợ chứ có phải là đi tù đâu mà phải cải tạo bản thân mình chứ. Tôi xưa nay sống vậy quen rồi, không sửa được đâu. Và lại tôi thấy không có gì cần thiết phải sửa cả. Tôi đùa vui chút thì cho cuộc đời nó tươi, có hại gì đến ai đâu mà phải cần thay đổi. Chỉ tại cô quá nhỏ mọn mới nhìn ra vấn đề, chứ nếu cô nghĩ thoáng hơn một chút thì mọi việc đều sẽ bình thường hết à? Dương nóng lên cũng nói cứng. Phượng ôm mặt khóc to. Ba mẹ tôi nói quả thật không sai, anh là thằng không ra gì. Tôi ưng anh là ở đời tôi sẽ khổ, vậy mà tôi không nghe lời. Tôi đi theo anh để giờ đây tôi bị anh đối xử thế này đây. Mẹ ơi là mẹ. Dương nghiến răng. À, thì ra cô hối hận vì đã lấy tôi sao? Vậy thì cô đi đi, đi đi, tôi không cản. Phượng vùng dậy định chạy ra cửa, nhưng Thắng đã nhanh chân chạy ra, đứng chặn ngay cửa, không cho Phượng thoát ra ngoài. Chúng tôi hết đứa này tới đứa kia thay nhau năn nỉ, dỗ dành Phượng và trách mắng Dương. Một hồi lâu sau, cơn nóng giận của Dương đã hạ xuống. Dương bắt đầu thấy hối hận vì những lời nói của mình nên quay sang xin lỗi Phượng. Đêm đó chúng tôi cứ vẫn nghe hai người xì xầm mãi, không biết Dương hứa hẹn chuyện gì mà sáng hôm sau đã thấy Phượng vui tươi trở lại. Nhưng rồi cứ vài ba hôm lại lặp lại một màn giống y như vậy, khiến ba đứa khác trọ chúng tôi đâm ra chán nản. Thằng Hùng đã bàn tới chuyện dọn đi nơi khác. Chúng tôi chưa kịp đi thì một biến cố không ngờ đã xảy ra. Phượng tự vẫn. Hôm đó cũng giống như thường ngày, cả nhà đi làm hết, chỉ riêng tôi ở lại vì đêm trước tôi bị sốt rất cao. Sáng ra đầu óc còn nặng nề, choáng váng, không thể đi làm được. Cỡ độ 8 giờ sáng thì bất chợt Phượng quay về. Tôi ngạc nhiên. Ủa, sao em về giờ này hả Phượng? Phượng không trả lời tôi mà ủ rũ ngồi xuống bên cạnh. Em khổ quá anh ơi. Tôi thở dài. Ai, phải chuyện thằng Dương không? Anh nói rồi, tại tính nó thế thôi, chứ chỉ có yêu thương mỗi một mình em thôi. Phượng lắc đầu. Anh không hiểu đâu. Sự gần gũi nào lâu ngày cũng sinh ra tình cảm quyến luyến. Em thật sự không chịu đựng nổi nữa. Hôm nay em quay về xin lỗi mẹ, năn nỉ được quay về, nhưng mẹ em nhất quyết từ chối. Mẹ bảo em là mẹ đã từ mặt em rồi. Bây giờ bơ vơ, em cãi lời cha mẹ đi theo ảnh, tưởng đâu sẽ có được ảnh yêu thương. Ai mà ngờ giờ đây em không còn gia đình, chồng cũng sắp mất rồi. Phượng bật khóc nức nở. Tôi cũng muốn an ủi Phượng ít lời, nhưng thật sự lúc đó tôi mệt mỏi quá. Tôi chỉ muốn được yên lặng để ngủ. Với lại chuyện khóc lóc hờn giận ghen tuông này diễn ra hà dần, không còn làm cho tôi mùi lòng nữa. Hình như cả ba đứa ở nhờ chúng tôi đều đã bão hòa trước sự việc này. Vì vậy tôi chỉ nói một câu gạt ngang. Em đừng có nghĩ vớ vẩn nữa. Thôi anh ngủ đây, anh mệt quá. Phượng có vẻ hơi thất vọng vì không tìm được sự chia sẻ ở nơi tôi. Cô đi vào phòng lục đục gì đó một lúc rồi đi ra. Tôi nằm đó nhắm mắt vừa ngủ, cũng không hỏi Phượng đi đâu nữa. Nhưng Phượng không nói đi đâu. Chỉ độ 10 phút sau Phượng lại trở về. Vừa nghe thấy tiếng chân Phượng trước cửa, tôi lật đật nằm quay mặt vô vách, giả bộ thở đều đều như đang ngủ. Phượng đến gần tôi, gọi khẽ. Anh Năm, anh Năm. Tôi đã quá ngán ngầm cái điệp khúc kể lể, ngán ngầm những giọt nước mắt ngắn dài của Phượng, nên giả bộ không nghe. Phượng gọi không được, đành bỏ về phòng mình. Tôi nghe Phượng dọn dẹp gì đó lục đục trong phòng, tiếng khóc thút thít sụt sùi nhỏ nhỏ, lúc lại thổn thức tức tưởi. Mí mắt của tôi nặng trĩu, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào tôi cũng không hay. Những tiếng động lạ lại làm giấc ngủ mơ màng của tôi bị đánh thức. Tôi ngơ ngác lắng tai nghe. Rõ ràng từ trong phòng của Dương có tiếng gì giống như là tiếng vật mình vật mẩy. Tôi ngồi dậy lên tiếng. Phượng ơi, em làm gì trong đó vậy? Không có tiếng trả lời. Tôi hỏi tiếp. Dương, có mày trong đó không? Phượng, có em không? Anh vào à nghen. Không nghe có thấy tiếng ai, tôi hoảng quá đứng phát dậy chạy tới đẩy cửa phòng. Cánh cửa chỉ khép hờ, nên khi tôi vừa đẩy cửa một cái, trước mắt tôi đã bày ra một cảnh tượng kinh hoàng. Phượng đang vật vã trên giường, miệng sùi bọt trắng xóa, mắt chỉ toàn tròng trắng. Tôi hốt hoảng và không biết do đâu lúc đó tôi lại có sức mạnh đến như vậy. Tôi nhào tới bế phốc Phượng lên, rồi cứ thế chạy băng băng mấy cây số đưa Phượng vào bệnh viện cấp cứu. Nhưng tất cả đã muộn. Vừa vào tới bệnh viện, Phượng đã trút hơi thở cuối cùng, ngay trên tay tôi. Dương nhận được tin dữ lúc đang ngồi uống cà phê trong bến xe. Ly cà phê trên tay của Dương rơi xuống vỡ tan. Dương lập cập đứng lên, mượn chiếc xe đạp của người bạn cạnh đó phóng ngay vô bệnh viện. Lá thư tuyệt mạng của Phượng để lại chỉ có vài dòng nghịch ngoạc: Em quá đau khổ, em không còn con đường nào để đi hết. Ba mẹ từ bỏ em, chồng em không chung thủy với em. Em đành phải bán chiếc áo mới may hôm cưới nhau để lấy tiền mua gói thuốc chuột, tìm lối thoát cho riêng em. Anh Dương ơi, em hận anh. Dù có chết đi, em cũng không bao giờ cho phép anh được hạnh phúc với bất kỳ ai khác. Sau ngày Phượng mất, Dương đau khổ suy sụp một thời gian dài, và tình hình bỗng trở nên thay đổi hẳn. Dương im lìm, ít nói hơn trước. Các cô gái ở bến xe tuy không biết rõ ràng lắm về cái chết của vợ Dương, nhưng hình như ai cũng cảm thấy có điều gì đó có liên quan tới những trò đùa vui quá chớn của mình. Họ cảm thông chia sẻ với Dương, nhưng không ai chọc ghẹo Dương nữa. Dương làm ở bến xe thêm mấy tháng nữa rồi đột ngột bỏ việc, lang thang theo chúng tôi sống những ngày bấp bênh lây lất. Năm tháng chậm chậm trôi, tôi, Hùng và Thắng lần lượt có gia đình, rồi cuộc sống dần dần trở nên ổn định. Chúng tôi không ở cùng Dương từ rất lâu rồi, nhưng vẫn là những người bạn thân thiết nhất của nhau. Tôi có chút nghề mọn, được gia đình bên vợ giúp đỡ nên đã mở được một tiệm sửa chữa điện tử. Công việc làm ăn của tôi khá dần lên. Giờ đây cuộc sống của gia đình tôi coi như đã ổn định. Thắng ban đầu làm thợ sửa xe, sau mở tiệm riêng, nay thì đã là ông chủ của một gara tên tuổi ở Sài Gòn. Nhưng cả hai đứa tôi không đứa nào bằng Hùng. Trước đây Hùng là thằng lù đù nhất bọn, nhưng quả thật ông bà ta nói không sai, lù đù vác lu mà chạy. Cái thằng coi như dở nhất bọn ấy không ngờ lại làm ăn ra phết. Hiện nay Hùng đã có trong tay mấy cái nhà hàng khách sạn ngon lành giữa lòng Sài Gòn hoa lệ. Chỉ riêng mỗi một mình Dương vẫn không thay đổi gì. Chỗ Dương ở bây giờ không còn hoang vu hẻo lánh nữa. Sài Gòn được mở rộng ra, tấc đất trở thành tấc vàng chỉ sau một đêm. Miếng đất mà Dương ở hiện nay đã có giá trị hàng tỷ đồng thật sự, chứ không chỉ là nói giỡn chơi của Dương mấy chục năm về trước. Tất cả đều đã thay đổi, chỉ trừ bản thân Dương. Dương đã cắt bán bớt một miếng đất, lấy tiền xây một ngôi nhà nhỏ nhưng thật khang trang ngay trên nền nhà cũ. Công việc của Dương giờ đã ổn định, nhưng Dương vẫn đi về một bóng lẻ loi. Không phải Dương sống cuộc đời độc thân vì muốn đền đáp lại tội lỗi gây ra với Phượng, hay vì lòng thương nhớ thủy chung với người vợ ván số ngày nào, mà là Dương không thể lấy vợ được do lời nguyền của Phượng trong lá thư tuyệt mệnh mấy mươi năm trước. Một thời gian sau ngày Phượng mất, bạn bè thấy Dương buồn bã, sa đà vào nhồi nhẹt, nên ai nấy đều cố gắng gán ghép Dương với một cô gái bán trẻ ở gần đó. Hai người có vẻ có tình ý với nhau. Sau khi bị chúng tôi gán đôi, đã mấy lần anh chị đi chơi riêng với nhau rồi. Bạn bè cũng mừng cho Dương. Thôi thì mong nó sớm tìm lại được niềm vui, được có người an ủi, chăm lo sớm tối. Nhưng thật không ngờ, khi hai người vừa bàn tới chuyện hôn nhân thì cô gái bán trẻ gặp tai nạn. Một tai nạn vô cùng lãng phách. Cô đang ngồi với gánh trẻ trong sân nhà. Cô gái bị một gã đàn ông say rượu phóng Honda từ ngoài đường tông thẳng vào, gãy xương đùi phải nên nằm viện mấy ngày và ra về một cẳng chân bó bột trắng toát. Trong những ngày đó, Dương rất nhiệt tình chăm sóc cô. Chúng tôi vẫn tưởng là sau tai nạn lần này, tình cảm giữa hai người càng thêm khăng khít. Nhưng khi cái chân còn chưa kịp tháo bột thì cô gái bán trẻ đã nói lời chia tay với Dương. Từ hôm ấy Dương say khướt. Tôi ngạc nhiên hỏi: "Hôm nay mày làm gì nhậu dữ vậy?" Dương cười hố hố: "Đời mà mày, không say thì biết làm gì. Tao còn muốn uống say hơn nữa cơ. Nhưng thật buồn, càng uống càng thấy người cứ tỉnh hẳn ra. Mày với gánh trẻ có chuyện xích mích với nhau à?" tôi tò mò. Chúng tôi vẫn thường gọi cô người yêu bán chè của Dương bằng cái tên gánh chè ngổ ngộ đó. Nó chia tay tao rồi. Dương ôm đầu khổ sở. Chia tay? Sao thế? Hay mày lại làm điều gì không phải với nó? Tôi ngạc nhiên. Dương nhướng mắt nhìn tôi rồi chỉ tay lên bàn thờ của Phượng. Không, tao đâu có làm sai gì. Tất cả chỉ tại cái bà hay ghen tuông này mà thôi. Dương cười khật khưỡng bước tới bàn thờ, lấy tấm ảnh của Phượng xuống rồi mân mê trên tay. Cái bà này hồi còn sống đã không biết tao thương yêu bà cỡ nào. Tao chỉ tính hay cà rỡn vui đùa, chứ thật lòng tao chỉ yêu thương mỗi bà thôi. Bà đã dám rời bỏ gia đình để đi theo tao, tao cảm động lắm chứ. Tao luôn nghĩ trong lòng dáng mà kiếm tiền để lo cho bà một cuộc sống đàng hoàng tử tế. Nhưng không ngờ bà lại ghen tuông vớ vẩn. Bà không hiểu tao, bà tìm cái chết. Rồi giờ đây bà cũng nhất định không cho tao tìm được hạnh phúc với ai khác. Đúng y như lời bà nói trong thư dạo trước đó. Tôi vẫn lắc đầu. Mày nói chuyện vòng vo tam quốc tao nghe mà chả hiểu gì. Bây giờ nói tóm lại, tại sao gánh chè chia tay với mày lại liên quan đến Phượng? Chẳng lẽ hồn ma của Phượng hiện về ngăn cản tụi mày hay sao? Dương nhựa. Thì đó, bà hiện về nói với gánh chè là yêu đương lướt cho vui thì được, chứ thành vợ thành chồng chính thức với tao là không đời nào. Việc bị đụng xe chỉ là một cảnh cáo nho nhỏ thôi. Nếu gánh chè vẫn ngoan cố tiến tới với tao thì sẽ không giữ được mạng sống. Gánh chè quá sợ hãi nên mới chia tay với tao. Tôi cười. Nói chuyện tầm sàm bà lắm gì đâu không à? Có thể do gánh chè nghe người ta kể chuyện vợ mày trước đây, nó bị ám ảnh nên ngủ mơ màng rồi tưởng tượng ra chuyện đó đâu à? Mày cũng tin ba cái chuyện ma cỏ vậy sao? Dương trợn mắt ngó tôi. Mày đừng nói vậy chứ, tao tin lắm. Vì tao vẫn thường gặp Phượng. Tao không kể ra vì sợ tụi mày sợ ma rồi bỏ tao một mình. Chứ thật sự Phượng vẫn thường xuyên hiện về. Lần nào cô ấy cũng nhắc đi nhắc lại một câu: không cho phép tao cưới bất kỳ ai. Tôi cười khẩy. Tao không tin. Cũng do mày nghĩ nhiều tới lá thư tuyệt mạng của Phượng mà thành ảo giác vậy thôi. Dương không thèm nói chuyện với tôi nữa. Nó lấy tay chùi mắt kiếng của khung hình và cười hơ hớ. Vợ yêu quý ơi, thằng Năm nó không tin em Linh kiểu kia kìa. Tối nay em về dằn mặt nó một trận cho nó tởn đi, nghe em. Tôi thấy thằng này sai quá rồi. Cứ ngồi đây mà cãi tay đôi với nó, không chừng nổi điên lên mất. Vì vậy tôi tắt đèn hối nó đi ngủ, và tôi cũng chui vào cái xó của mình. Đang ngủ mơ màng, tôi nghe thấy có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Cứ tưởng hai thằng Hùng và Thắng về bất chợt. Lúc chiều hai thằng bảo tôi tối nay không về nhà vì đi ăn cỗ ở xa. Chắc ngủ lại đó luôn. Kiểu này hai ông tướng không được chủ nhà chứa chấp nên phải lặn lội trở về trong đêm khuya thế này đây. Tôi lồm cồm ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở lần ra cửa. Cánh cửa vừa hé ra, một làn gió lạnh ngắt thổi ùa vào làm tôi rùng mình tỉnh hẳn ngủ. Ngoài sân, ánh trăng đầu tháng mờ mờ nhưng cũng soi cho tôi thấy rõ ràng không có một bóng người nào đứng bên ngoài cánh cửa. Tôi bước hẳn ra sân ngó giáo giác. Chẳng lẽ hôm nay hai thằng trừ đánh này bất chợt nổi hứng muốn chơi trốn tìm, hay là muốn hù dọa nhát ma tôi? Tôi lên tiếng. Ê, hai thằng mắc dịch. Có vô thì vô lẹ đi, tao còn ngủ tiếp. Không thôi tao đóng cửa. Hai đứa dáng chịu khó ngủ ngoài hiên. Vẫn không có ai đáp lại lời của tôi. Đêm thật yên tĩnh, ngay cả tiếng run rế cũng im bặt. Chỉ có tiếng gió thổi rất khẽ bên tai tôi. Bực mình, tôi quay trở vào nhà khép cửa lại. Nhưng khi cái chốt cửa vừa được gài vào thì tôi lại nghe rõ ràng tiếng gõ cốc cốc bên ngoài. Tôi mở tung cánh cửa ra, vẫn không có ai ở ngoài đấy. Tôi khép cửa lại, giả vờ gài chốt. Nhưng thật sự tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tư thế để mở cánh cửa nhanh nhất, hỏng bắt quả tang kẻ đồ giỡn trong đêm. Khi từ cốc đầu tiên vừa khe khẽ vang lên thì tôi đã bã vọt nhanh ra ngoài. Kẻ kia dẫu có học phép thần thông là băng vi bộ của người anh hùng trẻ tuổi Đoàn Dự trong phim Thiên Long Bát Bộ cũng không tài nào trốn thoát khỏi tay tôi. Nhưng thật lạ lùng, trước mắt tôi vẫn chỉ là khoảng không vắng ngắt. Lúc này tôi bắt đầu cảm thấy có điều gì đó bất ổn đang xảy ra.